khẩu mà em bán rất chạy mà em thích lắm lắm luôn á mọi người ạ. À, bây giờ hơn 500 chị em đang xem live rồi, 600 hơn rồi cả nhà ơi. Bây giờ comment số 4, tiếp theo là một em đầm mới nhất luôn, mới nhất trong tháng này nữa. Hôm nay lên quá trời mẫu mới mà bán giá sale. Thường thường người ta sale cho mọi người là sale những cái mẫu cũ đúng không mấy chị, những cái mẫu mà nó còn phải nói là lâu rồi nên là ta mới sale đúng không, còn mẫu này là mẫu mới luôn. Nếu như chị nào mà đã mua rồi á thì mình đừng có giận em ha. Em đầm này tiếp theo là một cái chất liệu siêu len mấy chị, dáng đầm body form chữ A là rất là thoải mái rồi đó mấy chị, mặc đi đứng nằm ngồi gì nó cũng thoải mái dễ chịu. Em đầm này thì em còn cho mọi người hai size, size S và size L. Size S và size L, size S là từ 40 cho tới 45 và size L là từ 53 cho tới 58, giá rẻ giả man luôn. Giá này là coi như em bán tặng cho mấy chị chi ơn mấy chị luôn chứ không có lời lãi gì trong này nữa chứ mấy chị, còn mấy chiếc thôi. Em cấp cho mọi người cái mã sản phẩm trước là 6567, rất đẹp, khẳng định luôn, mẫu này em cũng thích luôn nè. Rồi mấy chị ơi, 6567 gạch ngang giùm em số điện thoại kế bên. Giá gốc 520. Hôm nay giảm còn 339.000. 6567 gạch ngang số điện thoại giùm em ha, 339.000 một em. Mua đi mấy chị. Cái đầm này em rất là thích luôn mấy chị, mặc lên nó ốm nhôm mà nó gọn lắm kìa. Nó gọn cực kỳ gọn, mình cũng không ngờ luôn á mấy chị, mình cũng không ngờ thật sự luôn. Những cái kiểu như thế này là mấy chị mặc lên thành một quý cô sang trọng, đẳng cấp, đẹp chưa mấy chị? Đó, cái form dài qua đầu gối là thấy lịch sự. Ở phía sau có sẻ quê như thế này. Đó, cái dáng tay em thích, thích cực kỳ thiệt. Em like mà em bị ghiền luôn. Hôm bữa đợt đầu mấy chị em bán quá trời bán luôn. Rồi cảm ơn chị Trúc Nguyễn nha. Hôm bữa đợt đầu em bán quá trời bán luôn mọi người, nên là bây giờ em còn có vài chiếc thôi à. Đó, giá gốc em bán 520, hôm nay em giảm luôn cho mọi người còn 339.000, có hai size. Size S là từ 40 cho tới 45 và size L là từ 53 cho tới 58 cân. Chốt đơn giùm em nha mấy chị. Đầm vừa rồi là 9148 nha cả chị ơi. Đầm vừa rồi là 9148 giùm em. Còn cái đầm này em Ngân đang mặc là ở đâu rồi ta? À đúng rồi, đầm em đang mặc là 6567 nha mấy chị. Đầm em Ngân đang mặc là 6567 nha mọi người ơi. Mọi người comment luôn giùm em để mà em chốt đơn cho mấy chị. Comment luôn để em Ngân chốt đơn cho cả nhà nha mọi người ơi. Đẹp lắm lắm luôn á. Cái chất vải siêu len nè mấy chị. Chất vải siêu len nè, nó sẽ có cái độ dày dặn, đứng form, co giãn, thấm hút mồ hôi và rất là mát. Siêu len là có hai chất nha mấy chị, chất lụa và cái chất len ở trong đó mọi người. Rất là đẹp luôn. Tay em làm nhắn tay trộn vai. Trộn vai là nó hơi đi ra ngoài tí xíu nè. Đó mấy chị thấy đi vát nè, chứ không phải là kiểu như vậy là sát nách nè. Đó kiểu như vậy nè, vuông lên luôn là sát nách, còn cái này nó trộn vai. Và em sử dụng cho mấy chị em nhà mình combo này. Trời ơi combo hạt nút đỉnh cao lắm luôn. Đây mấy chị ơi, đẹp chưa? Cái này mấy chị mặc hoài luôn nha, nó không có bị bay cái màu sơn này ra. Có nhiều người á mấy chị, người ta làm á, cái nút á kiểu như người ta sơn lên á mấy chị, nên là mình mặc mấy tháng là nó bay cái màu, nó trở thành màu đen á mấy chị biết không à? Đúng không? Em cũng có vài cái nữa mấy chị, tự nhiên nó trở thành màu đen rồi nhìn nó mất thẩm mỹ cực kỳ luôn. Nó tự nhiên nó ở xung quanh ngoài màu vàng thì ở đây nó chốc ra nó thành màu đen, còn này không có nha mấy chị. Này không có, mình mặc hoài, mặc bền bỉ như thế này luôn và em đính lại chắc chắn như thế này cho mọi người luôn. Hai bên tay rất là xinh luôn, chân cái nút này có chân nha mấy chị. Đó, đẹp không mọi người? Cái chất nó là như vậy luôn nha mấy chị. Nè, rất là cứng cáp luôn mọi người, mặc lên nó tạo cái điểm nhấn cho mình cực kỳ luôn. Cái eo của mẫu này nè, đây mấy chị thấy không? Nó có độ co giãn và nó đẩy hông ra nè. Ngồi không bao giờ sợ bị kích nha mọi người ơi. Tại vì body này nó khác những body truyền thống. Body ôm kia là nó ôm sát rạc kia nè mấy chị, nó ôm sát cứng cái người mình luôn. Còn cái này mấy chị thấy nó thoải hai bên ra ngoài nè, nên là từng bước em đi rất dễ chịu và kèm có sẻ quê nữa. 339.000. Nên là mấy chị cứ chốt đơn cho em. Những cái kiểu này mấy chị ơi, ở ngoài người ta bán 700-800 không. Mẫu này đẹp lắm mọi người, thiệt em nhìn em mê luôn á chị ơi. Chị Trần Hiền mẫu này đẹp mà mặt đẹp, nay sale tiếc quá. Trời ơi các chị ơi, em còn có mấy chiếc à. Thiệt sự em còn có mấy chiếc thôi, em làm chương trình sale luôn. Hôm bữa ai mua 520 đừng giận em nha, em nói thiệt tại vì em làm chương trình sale mấy chị ơi. Nhưng mà rất là hèn, chị nào chưa mua thì cứ chốt cho em. Bây giờ em còn cho mấy chị size S và size L. Cái này ha, các chị em nào mà mình
thích những cái phong cách như thế này mấy chị, nó rất là nhìn nó hoàng gia, mấy chị nhìn nó hoàng gia và nhìn nó hiện đại cực kỳ. Tại vì bây giờ cái đầm càng trơn nha mấy chị là càng bán chạy, càng hot. Tại vì mặt nó dễ mấy chị. Cái đầm này nha mấy chị, mặc mấy năm sau nó cũng không có lỗi thời. Không bao giờ lỗi thời luôn mấy chị. Tại vì cái đầm này trơn, nó đâu có họa tiết gì đâu, nó chỉ có những cái phụ kiện như này, những cái phụ liệu như này em đi cũng nhập. Em nhập hàng xịn nên là mấy chị cứ mặc cho em đi, mấy chị cứ mặc mấy năm trời nó không bao giờ bị bong chóc ra cái sơn. Cái này không phải em sơn nha mọi người ha, mà là cái chất của nó là như vậy luôn á mấy chị, nên là không bao giờ nó sẽ mờ bị bong ra thành màu đen. Tại vì em có nhiều cái đầm á mấy chị, nó có cái nút nó bong bóng lên, lúc đó nó đẹp lắm. Mình mặc có một mấy vần sau mấy chị giặt đi, nó sẽ bị chóc ra nó thành màu đen luôn, rất là kỳ. Em gần sắp hết hàng rồi mấy chị, 6567 gặp ngay số hoặc giùm em sắp hết hàng. Mấy chị yên tâm nha, ngồi nó không bị cứng cái hông. Tại vì em là người test mẫu này mấy chị, cứng là em sẽ không may. Tại vì cái đầm này đa số các chị em nhà mình có tuổi, có gia đình rồi, không may mà cái mặt quá luôn hết trơn. Đó nên là bây giờ mấy chị tranh thủ giùm em. Mã sản phẩm cho em đầm này là 6567 gặp ngay số điện thoại kế bên luôn. Đó, cái này là em không còn size lớn của mấy chị, em còn có 2 size S và size L thôi. S là từ 40 cho tới 45 và size L là từ 53 cho tới 58 cân nha mấy chị. Hết size L luôn rồi mọi người ơi, hết size L 339.000. Hết size L rồi mấy chị. Vậy là bây giờ em nhận còn tầm cỡ 3 chiếc size S nữa thôi, sắp hết luôn ạ. 3 chiếc size S cuối cùng nữa rồi mấy chị, hết size L nha mọi người ơi, đừng chốt size L nữa giùm em nha. Qua mẫu luôn. Bây giờ comment cho em con số 5. Comment cho em con số 5 với chị qua mẫu luôn à. Còn có size S thôi à, sắp hết rồi. Rồi, bây giờ comment số 5 em qua mẫu nha. Comment càng nhiều càng tốt với chị. Tiếp theo em sẽ sell zoom. Hai mọi người comment chữ sell zoom cho em đi. Comment chữ sell zoom em ngân qua luôn nha.